Chào cô chú anh chị và các bạn, hôm nay mình qua bên một phần nghệ sĩ Du Linh thì mình đến đây thắp ra một nén nhang. Thì có một ông anh và một người chị từ Cà Mau đến đây hát tặng nghệ sĩ Du Linh một bài hát cực kỳ là hay luôn các bạn. Bây giờ mời các bạn theo chân mình đến chùa Thiên Phước Tự ở trong Hoa Viên nha. Mời các bạn theo mình nha. Hoa Viên, thành phố mới Bình Dương. Bây giờ bên mình thì đi chỉ có là thông đặng vlog. Còn đằng trước là các tiên thử thách. Rồi bây giờ là ba anh em mình sẽ đi vô trong ha. Và bây giờ thì ba anh em mình bây giờ đã tới cái ngôi chùa này. Nghe nói ngôi chùa này là khi người ta thiêu rồi đó quý vị, là người ta sẽ đem cái hài cốt vô đây để mà thờ ở trong đây nha. Thì hôm nay mình đi cùng với lại hai người bạn của mình, đó là anh Huy Đăng TV và bạn Cát Tiên Thử Thách. Nếu như quý vị có yêu mến mình thì vào kênh của hai anh để đăng ký và chia sẻ giùm luôn nha quý vị. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng đi vào trong để mà tham quan cũng như là tìm hiểu về cái ngôi chùa này nha quý vị. Còn đi trước mặt mình đó là anh Thông Đặng TV và Cát Tiên Thử Thách. Rồi bây giờ anh em mình tiến thẳng vào trong khoảng. Đây là mình tiến vô chùa Phật Tự là có. Đây là có đoàn xe tang đang di chuyển vô các bạn. Còn đây là trước cái lư hương chỗ chùa Thiên Phước Tự. Thì anh em mình thấy đây cũng là cái lư hương. Lư hương này thuộc về dạng lớn nha. Cái này là bằng đá tốt. Đá tốt. Mà quả tiết thì đây là sử dụng là những chú rồng nha mọi người. Rồng. Người ta chỉ chạm rổ thủ công chứ không phải ta dán nha. Đây nè quý vị có thể nhìn thấy nè, cái này là ta đục đẽo chạm khắc chứ không phải là người ta dán vô nha quý vị. Và cái đức tôn tự của Mạo Quán Thế Âm á thì người ta trang trí những cái đèn led nó đi theo những cái hoa văn luôn, nhìn rất là sắc sảo luôn ha không anh em. Đúng rồi, quá trời đẹp. Như là tối mà cái này bật đèn lên á anh Thông Đặng với các tiên thư thách là đẹp tuyệt vời luôn á. Đúng rồi, cực kỳ luôn á. Bằng gì cũng là gặp cái hồ sen đó. Còn dưới là cái hồ sen. Hồ sen này nói chung ra cũng có bông sen. Cái này là kêu bằng cái búp sen rồi đúng không? Theo em nghĩ là cái tượng của quan của mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát là cũng bằng đá nguyên khối đúc luôn nha anh. Đúng rồi. Đúng rồi. Nguyên khối đúc. Từ cái đế dưới. Cái đế luôn á chứ không phải là đặt cái tượng của Đức Phật mà đặt ở trên cái đế đâu. Có nghĩa là người ta chạm khắc từ cái đế luôn. Nguyên khối từ đế lên trên luôn chứ không phải là người ta làm xong cái bức tượng Đức Phật rồi người ta mới để lên cái đế. Là không phải ha. Đó là nguyên khối luôn nha quý vị. Nếu như người ta đặt lên đó thì mình sẽ thấy cái dấu. Cái này mình không thấy dấu nha. Rồi bây giờ anh em mình vô trong anh Thông Đặng ơi. Thì trước khi mình vô trong Thiên Phước Tự thì có ba, một bên là ba vị Phật, hai bên là sáu vị. Vô đây tiếng kinh nó hơi lớn, mấy bạn thông cảm nha. Còn wow, qua đây đẹp nè các bạn. Đây con, hồ cá.
cá là kêu bằng là cá kìa không giống cá dưa hồng vậy. Hay không không cá này không phải đâu, cá này là cá gì cái gì cá gì tự nhiên em nghĩ trong đầu mà em quên rồi. Cá chép anh, cái thác nước nó chả nhìn thấy đẹp ha. Nhưng mà cái này chắc tôi nghĩ chắc cá chép quá, trong đây chắc cá chép quá. Ờ đây theo em nghĩ những con cá này ở trong đây á chắc cũng được nghe kinh đúng không? Wow đúng rồi, cá gì cứ anh chết cá coi mấy anh có gì cá đặt bỏ chung đi cá coi, cá coi đúng sao, rồi sao để trong đó cá nó bơi ra nó ta? Mát vô chổng chúng mát anh. À, đâu mình di chuyển là đặt đi đây. Đi cá coi mà nó vô chúng mát. Cái này bên đền thờ tổ của chú Hoài Linh đó, là mỗi một con cá là chú Hoài Linh đều đặt cho nó cái tên đó. Trời ơi. Rất là nhiều cá nha anh em. Quá nhiều luôn. Cá này là cá này. Cá coi đủ màu ha. Đủ màu. Cá coi đủ màu. Quá đẹp luôn, quá đẹp luôn mọi người ơi. Coi. Đây nè, nó chốt đây quá trời luôn nè. Đây nè, quá trời luôn. Đây đây. Quá trời kìa anh em. Trời ơi con lẩu nãy có kìa, màu đẹp hết biết ta. Đó. Câu cá ở đây có vẻ nó sợ rồi người ta. Nè. Đúng không? Đây là chỉ ngắm thôi chứ không có làm gì đâu mà mấy em đi. Từ từ đi. Lại đây chơi nè, có đồ ăn nè. Cá đây có vẻ nó sợ rồi. Anh thấy con cá này rất lạ không? Trên đầu nó có một cái u vậy anh. Kìa. Con cá trên cá đúng rồi, đúng rồi. Thấy không? Cái u cái lần nó lên đó ha. Nó thấy mình lợi cho nó dọn nó chết hết trơn rồi. Theo em nghĩ á, con cá này chắc có lẽ là ngày nào nó cũng nghe kinh đó anh ha. Đúng rồi. Nó quen, đúng rồi, quen. Cái thứ hai nữa là chắc có lẽ nó cũng là sử dụng một loại cá khác thường thôi, những loại cá mà mình nuôi cảnh. Đúng không? Nuôi cảnh. Đúng rồi. Tại vì cá nuôi cảnh á, thì mình sáng á, là mình chỉ cho nó ăn thôi. Mình không có cho nó nghe nhạc, nghe kinh gì hết. Còn vô trong đây á, là nó được nghe kinh. Nghe kinh suốt luôn, 24/24 luôn á. Giờ không có hiện tượng gì không đúng không? Con cá là sao nó vòng nó vòng vòng ở chỗ mình nè, thấy không nè. Muốn về không? Nó muốn nghe, nó đang nghe mình nấu hay gì á. Nó quay đi, nó quay lại ngoài nè, anh thấy nó rất là lạ không nè. Đúng rồi. Tại sao nó chạy, tại sao những con kia không chạy? Đúng rồi. Sao nó quay quần ở đây không? Nó quay quần qua nãy giờ. Nó không có bơi đi. Mà bự khủng nha. Chứ bạn nhỏ đâu. Đó, anh thấy không? Nếu như nó sợ mình nó đã chạy rồi. Kìa, mấy con kia. U lại ra kìa anh em ơi. Kìa. Đó lại kìa. Nó. Trả lại kìa đồ. Cái người mà muốn vô đây chia sẻ thôi. Để mà nó lại thấy không đó mọi người thấy không mọi người. Nó đang di chuyển lại rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Thấy không con, cái con này lắm nữa con này ra tín hiệu cho những con kia lại nè. Đúng rồi. Trời ơi, con kia kìa, đẹp hết biết con kìa. Đó. Chính đằng nó sọc kìa thấy không? Đúng rồi. Trời ơi, kìa nó đẹp bạn ơi. Hết biết đẹp con kìa. Đó. Chạy đi nữa rồi, đi nữa rồi. Nó đẹp ghê luôn đó, chạy con kìa, đi rồi, cái trên lưng nó bong ha. Đặc biệt con này là nó không đi, nó cứ quây quẩn ở đây hoài. Thôi bây giờ mình đi vô trong đi nè. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ tiến vô trong các bạn. Bây giờ là anh em mình sẽ di chuyển vô trong. Nãy giờ là anh em mình chỉ là đi cái phà ở ngoài của Thiên Phước Tự thôi. Đúng rồi, đi theo qua bên góc luôn ha. Đó là như giống chẳng hạn như đây, cái này cái sừng đúng không, người ta làm theo cái sừng luôn. Mà bây giờ theo hai anh nghĩ là chú rồng này làm theo bằng đá gì? Em thấy lá này rất là lạ nha, nó không phải là đá mà đá thạch, đá hoa cương, mà như cái đá này giống như đá sò biển thì phải anh. Cái này, thấy điều này không? Cái này đá thì tôi cũng không biết rành. Đây thì những chi tiết trên dưới này nè, nhìn thấy không? Đá này rất là lạ đúng không? Đúng rồi. Trên đây nè, trên cái mũi chú rồng là hai cái giống như là một cái đá mà đá ốc thì phải nè, thấy không? Nhưng mà cái tôi thấy cái chú rồng này á, là cái người nghệ nhân á, người ta tạo tác rất là tinh tế nha. Nè.
lục đẽo làm rất là kỹ lưỡng luôn ha. Rất là cực luôn cái đó. Tỉ mỉ luôn. Rồi bây giờ anh em mình sẽ di chuyển vào trong nha. Đằng trước thì có mấy chậu quan nhãn thọ. Chú cho phép con quay chút xíu nha. Dạ cảm ơn chú. Chú là giữ chùa đây hả chú? Dạ. Thì hôm nay tụi con có dịp qua đây thắp nhang cho nghệ sĩ Du Linh. Thì sẵn giờ tụi con vô. Dạ dạ rồi rồi. Có thắp nhang vô thắp nhang. Dạ dạ. Trước khi mình vô cái điện thì mình đi qua bên đây mình xem chú bùa đi. Ở đây có chú bùa kìa. Ba mình thắp nhang cái điều mình gì đâu. Ok. Rồi rồi. Rồi thì bây giờ anh Thông Đặng cứ vô thắp nhang đi. Đưa Nam cầm luôn cho. Không được. Không được. Vô hết luôn. Bây giờ tôi cầm giùm cho tôi thắp không được. Tại bây giờ tôi dây nhợm đúng nè. Thì bây giờ một mình pin đại diện đi. Thắp ba cây đi. Đây là tối mình ở đây rồi mình ngủ đây luôn hả chú? À một vậy. Như là mình làm đây hết dầm về. Còn người nói là đây là lưu cốt có nghĩa là cái lò thiêu bên kia thiêu người ta đem qua đây hay là các nơi người ta đem qua đây trước. Lò thiêu cũng có mà các nơi người ta đem về cũng có. Dạ. Hôm trước ở Gò Vấp thì cái trường hợp mà làm thất thốt cốt người ta đó người ta cũng đem lên đây gỡ xuống. Dạ. Ví dụ như cốt mà thất thốt xong nghe tội lỗi quá. Dạ. Thì cái bộ thất thốt cốt xong nghe tội lỗi quá. Thì đợt đó dưới sửa chùa gì đó. Dạ. Làm thất lạc cốt ta. Dạ. Đây nói chung ra một cái mũ cốt là có một tấm di ảnh nhỏ ha. Đúng rồi. Có màn luôn, có thông tin rồi đầy đủ. Dạ. Rồi như là hôm nay gặp được anh thì tụi em cũng rất là vui mừng nên là anh đã cho tụi em vô đây để quay một clip hơn anh. Dạ. Rồi cảm ơn. Thôi giờ mình đi vô đây trước đi. Rồi, vô đi trước. Mình thấy ở đây một điều đặc biệt ở đây là anh Huy ở đây người ta làm rất là tỉ mỉ kỹ đúng không? Đúng có rồi. Đèn nữa đúng không? Ừ, có đèn rất là tỉ mỉ luôn. Cái này là không hiểu là cái số T404 54 là sao em nhà anh dạ dạ cái vị trí ha. Dạ dạ. Như là một cái khu này của mình á chỉ là từ 1 2 3 4 2 4 5 ngăn mà chạy dài vô trong đó thì theo anh em nghĩ là được bao nhiêu? Có số luôn đó. Số thứ tự ha. Số thứ tự. Nhưng dạ. Mà mỗi hàng vậy là 54 hộp. Dạ. Mỗi hàng 54 hộp mà 5 hàng nhân lên. Dạ. Nhưng mà một điều á là mình thấy ở đây này là rất là kỹ lưỡng. Tại vì ở đây á một cái hũ tro cốt như vậy là có một cái cánh cửa nha quý vị. Đóng lại và có ổ khóa luôn nha. Không phải như là ở những nơi khác mà thiệt. Mình thấy ở đây người ta làm rất kỹ lưỡng. Rất là ok luôn á, cái này mà nếu chấm điểm tôi cho 5 sao. Mà anh Thông Đặng với các thư khách thấy không, bước vô đây là mình thấy ngoài kia nó nắng mà bước vô đây đáng lẽ nó hầm chứ mà sao vô đây mát chịu luôn á. Đúng rồi, mát chịu luôn. Mà đèn mở luôn cho để gì kể cho mình. Thiết kế đây là rất là tinh tế luôn, rồi rất là cái gì cũng riêng cũng là riêng. Đúng rồi. Tại vì á mở đèn ra như vậy để cho mình nhìn dễ nhìn thấy những cái thông tin cái với cái tên với cái đúng thông tin. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ mình cứ điển hình đi ha. Đây nè các bạn, cái điển hình là những cái thông tin nè, vô đây là mình đã nhìn thấy rõ luôn. Khổ mất công gõ đèn pin ha. Có gõ đèn pin
trên mình thấy có đẹp khác rồi. Ủa, cho em hỏi là ở trên mà có mấy hình Phật là sao vậy? Cái này còn hình Phật là vị trí chưa luôn. Dạ, vị trí chưa luôn. Chưa có hài cốt trên đây đó chú. Còn những cái vị trí này là đã có hợp đồng rồi, nhưng mà chưa có hợp đồng. Là những cái này có anh ở đây anh nói là đây là chưa có luôn. Đã có hợp đồng rồi. Có hợp đồng rồi mà chưa luôn. Chưa luôn. Còn trên Phật là chưa luôn. Dạ dạ. Dạ. Quá trời luôn. Là không sao. Rất là chuyên nghiệp. Mình đi qua cái giảng bên kia đi. Giảng trước qua đi. Đây có thể là mình mà mình đi gì mình có thể mình không biết cái gì á là để cho anh hướng dẫn mình luôn đi chứ mình là cũng như là mù đi đêm luôn rồi đó. Thì mình có thắc mắc gì thì mình hỏi. Cho nên không có hình với lại thông tin tên tuổi rồi này kia đó. Ở trên đây là có thông tin tên tuổi rồi. Có thông tin hết rồi. Những cái hàng trên đó là chưa có hợp đồng, chưa có. Cái hình Phật đó là chưa có nha quý vị. Cái mà có tên rồi nhưng mà không có hình là cũng có cốt rồi, nhưng mà những người lâu năm rồi đó ta không có hình. Dạ. Yeah. Ông bà xưa lâu năm ta bóc cốt. Dạ. Yeah. Với lại mà những cái có không có hình mà cũng không có năm sinh là cũng có cốt rồi đúng không? Với những người mà mất lâu năm quá rồi con cháu không có biết sinh ngày mấy, tháng mấy, năm mấy. Dạ. Đúng rồi. Giống như thời chiến tranh hồi đó, đội bạn không có biết, chỉ biết bước cốt ở đó. Dạ. Một cái bạn thì được di chuyển bên kia đi. Vậy là cái này nói. Nói chung ra đây cũng là một cái kho bảo tàng luôn á. Quá trời luôn à. Nè anh em, trước khi vô đây thấy cái bình không anh em? Cái bình này bằng đá đã khối mà như là cái này là cái văn này là nó tự nhiên phải không? Đúng rồi. Nó tự nhiên nè. Cái này đá cẩm thạch ha. Cái này là đá cẩm thạch. Đá cẩm thạch nha. Nó như là nó nguyên khối luôn. Cái này là cao, chiều cao 2 mét à. Có phải 2 mét chứ không ạ? 2 mét đó. 2 mét đó. Bây giờ để quy quay tự động nè ha. Từ dưới nè. Nguyên khối nè, mình nhìn mình dễ biết lắm. Tự trên xuống dưới đâu có mối nối gì đâu. Đúng rồi. Cẩm thạch mọi người ơi. Cẩm thạch luôn nha quý vị. Cũng tiếp không? Ngày anh Thông Đặng với lại anh Quy Vlog nhắc lên nổi không? Không. Thế anh kể chắc nó không? Không nổi đâu. Nó nặng lắm. Không nổi đâu. Cẩu đưa vô mà sao mà nhắc nổi trời ơi. Em định là tưởng đâu là bằng cái gì mà em hỏi anh bằng cỡ khoảng 3 người nhắc luôn còn không nổi nữa. Bây giờ mà ở cái mà chú ở Hoa Viên thành phố Bình Dương nói bây giờ cho mấy con cái bình đó ba con nhắc về đi, thua từ chối đi. Không dám nhắc không nổi chứ không dám. Sao nhắc nổi thì bởi vậy không nổi mà không dám. Thì đó. Như là cũng giống nha các bạn. Ở bên đây thì nó cũng giống như tư tưởng bên kia cũng là cũng là ví dụ như là T1, T2, T3, T4, T5, T6. Là 6 hàng. Là có nghĩa là tầng trệt 1, tầng trệt 2, tầng trệt 3, 4, 5, 6. Trên lầu cũng vị trí đi vậy luôn. Dạ. Vậy giờ ở đây nó cũng giống nhau vậy thôi, giờ mình thử mình đi lên trên lầu. Thử đi lên trên lầu mình review ở trên lầu. Dạ. Đi đường cầu thang. Dạ rồi. Cảm ơn anh, tụi em sẽ xin phép anh, tụi em lên trên lầu chút xíu. Dạ. Rồi bây giờ anh em mình sẽ di chuyển. Sao? Đây ở cái bình đây cũng bên kia như là hai bên đều có bình hết. Còn bên đây là hình như mình thấy nó đặc biệt hơn là có tầng hợp hạch. Đặc biệt hơn.
Rồi bây giờ thôi mình lên trên đi, lên trên đi, di chuyển lên trên đi. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Trên đây thì nó như là không có bạn ở dưới hay anh Thông Đặng? Anh Thông Đặng công nhận không? Trên kia thì như là có đèn chiếu sáng, còn trên đây là không có đèn chiếu sáng. Là trên đây là chắc cũng chưa có người hay sao anh ơi? Có người, có người sao có ảnh mà chị phá để bỏ đây, chưa đó. Ừ, chưa đó, chứ nếu mà có là có ảnh rồi. Nãy cái gì thắc mắc chứ nổi ảnh. Ừ. Rồi giờ mình đi di chuyển bên đây đi. Chắc vậy nên là hôm nay là anh em mình cứ sơ ở trên đây thôi, cũng giống ở dưới tầng dưới ha. Mà trên đây đặc biệt là đây nè, đào nè, đó đầu tiên nè, đây là đầu tiên là tài thiên ăn không nổi bằng đá, đá nha, chứ đừng có tưởng mãi nha, đá đó. Bên đại diện thắp nhang đi. Bây giờ cái anh em qua cũng dây nhỏ luôn luôn kìa. Thấy em tiện nhất luôn á. Thôi bây giờ để tiết kiệm thời gian cho bà con, giờ mình đi quay trước đi. Mình đi quay trước đi được chút xíu nữa mình tắt máy rồi đó đi. Hết rồi hả? À còn không, không, trên trên là từng lửng anh ơi. Mình không thử, mình lên mình quay một vòng cho khán giả xem cái gì được. Đây thì anh em mình di chuyển lên trên nữa thì theo mình nghĩ là trên này là cũng là cái lửng, từng lửng thôi. Lên, lên luôn đi. À như là mình lên trên lòng cu luôn á. Mà thôi tới à, tới đây được rồi. Tới đây được rồi. Ừ, được rồi. Bây giờ nói chung giờ ở dưới này thì thấy trống trải, mà nó không có gì thì trên nó cũng y hệt vậy á. Bây giờ đó thì ba anh em của mình nó đã ra ngoài rồi nha quý vị, thì sẽ đi một vòng nữa. Ôi trời ơi, gì vậy? Cụ rùa. Quá trời khủng các bạn ơi. Cụ rùa. Dạ con chào cụ. Dạ chào cụ. Kìa, hình như đằng kia con cụ nữa kìa. Kìa. Đâu, kìa. Đó. Có kìa, phải không? Đó. Ừ, phải không? Không phải. Đá. Đá hả trời, cụ nghe mình nói kìa. Cụ. Dạ, con chào cụ. Cụ nghe mình nói kìa. Hôm nay là đến tụi con không có chuối cho cụ ăn cụ ơi. Đây. Con đến rồi con đem chuối với rau cho cụ ăn nha. Đây là cụ à, đây là cụ rùa, như là đây là anh thấy à, anh nghĩ có cái dụng nước nè Bin. Ủa các tên thử thách. Cái dụng nước này chắc để cho cụ nằm nè. Cho không cái cụ cái dụng nước này để cho cụ tắm bụng á. Đúng rồi thì cho cụ nằm á. À, tắm bụng nghe hay gì mấy anh?
cụ nghe nghe đó. Đúng rồi, không như là cụ ở trong đây là nghe kinh suốt luôn nha anh em. Đúng rồi, đúng rồi. Nghe kinh suốt luôn đó. Đây là cụ tu á, cụ trong đây cụ tu. Ừ. Nghe chơi chưa có kìa, cụ nhìn về mình kìa. Cũng. Đó đó, nhìn kìa. Đó, đó. Đó. Qua nè. Thường thường á, những chú rùa á là gục đầu vô, nhưng mà cụ lớn tuổi rồi, cụ đưa đầu ra không mấy anh thấy không? Đúng rồi. Cụ đâu gục đầu vô đâu. Đó, cụ vào tới kìa. Cụ di chuyển từ từ ha. Di chuyển từ từ. Như là cụ rùa này theo thông đặng vlog và các tên thử thách đón thôi. Cụ này là bao nhiêu ký? Nó đằng kia cụ mà nó cãi không à, nhúc nhích đằng kia kìa đó. Đâu, cãi không à, nói rồi mà cứ cãi kìa, cụ kìa đó, nói rồi mà không, trong lùm đó hồi nãy thấy là ra nhúc nhích rồi, hình như là cụ nghe mình lại á. Đúng rồi, cụ kẹt trong đó, cụ kẹt trong đó. Không không, cụ ra được, ra được. Cụ mạnh lắm. Ừ. Cụ mạnh cực kỳ luôn. Ủa, đó kìa, đó, đó cái giò kìa. Nè nè. Nè, đó, cụ đó bạn đó đó. Cụ ra kìa. Thấy anh em tới cụ ra kìa. Đó. Giờ cụ rùa thấy anh em tới cụ ra nè mọi người. Đó, cụ đang kêu bò thế kia rồi kìa. Thôi cụ kẹt rồi. Cụ kẹt rồi. Mà bây giờ làm sao mà giúp cụ đây? Giờ làm sao giúp cụ? Thôi để mà cụ tự ra đi. Mình vô là không được đâu. Không, mình thông báo cho nhân viên ra vô để cứu cụ chứ sao. Không không không, cái này ra được anh ơi. Cụ ra được, cụ mạnh lắm. Cụ mạnh lắm. Rồi đó nè, cụ này cũng há chuẩn bị chung vô nữa nè. Hình như là nè. Cụ giúp chỗ mát với cụ những người phải á. Nè, cụ này cũng chuẩn bị vô kìa. Cụ ơi, tụi con đến nè, cụ ơi. Cụ, đó, sao ra ra được không? Đó, cụ nhìn kìa. Ừ, không được, quanh ra. Thấy mà cụ kia vô ghiền quá mà. Bắt trước vô theo nè. Cặp mắt của cụ kìa. Kìa, mắt. Rồi bây giờ để cho hai cụ nghỉ ngơi đi. Bây giờ anh em mày di chuyển qua khu kia đi. Để cho cụ nghỉ ngơi đi. Anh em mình di chuyển qua bên kia. Gì vậy, gì vậy, nữa hả? Trời ơi, gì đâu quên, nhiều thế. Cụ này to cụ kia nữa. Trời ơi, cụ này to các bạn ơi, nè, to đụng luôn. Không, đây là trong chùa này là cụ các em có để ý không? Ăn chay nha, rau muống. Đúng rồi, hình như là trong đây là các cụ được ăn ăn rau thôi, rau củ thôi. Ăn chay không à. Cụ này chắc lớn tuổi hơn già lắm rồi. Đúng dạ. Rồi, đúng rồi, chắc nghĩ lớn tuổi hơn cụ kia. Mà anh có thấy hay anh có thấy vô trên lưng của cụ á? À, có màu nha. Có màu nha. Có màu. Anh không đặng thấy không? Anh vô lốc. Màu thấy rồi, thấy rồi nè. Có màu nha. Màu kiểu đỏ đỏ là sao ấy. Mà sao cụ này thấy hồi nãy giờ em thấy là cụ này không có di chuyển thôi, hay là cụ này lớn tuổi rồi? Cụ lớn tuổi rồi sao? Cụ lớn tuổi đúng không? Cụ già hơn hai cụ kia đúng không? Đúng rồi. Wow. Hình như đằng kia nữa. Nữa anh em ơi, đây nè, đây nè. Xung quanh đây có cụ nào? Đây là đây. Đây coi, để coi còn cụ nào nữa không. Hết rồi. Kìa anh em ơi, mình phát hiện ra một điều đặc biệt luôn. Con gà nó đẹp tuyệt mỹ luôn. Đây đây đây, qua đây. Con gà đẹp tuyệt mỹ luôn. Đi đi đi, đi qua đây, qua đây. Đây nè, con gà trống đẹp tuyệt mỹ luôn. Kìa. Con gà chuối. Nè kìa, con gà chuối thường thường cái lông đuôi nó kìa đẹp hết biết không? Đó đó, lông đuôi kìa, quẹt đất luôn. Thấy không? Con gà chuối đẹp tuyệt vời luôn các bạn. Nha, đó, lông đuôi nó kìa, kéo phệt luôn. Đây thì mình sẽ đi ra ngoài kia quay một vòng cho quý vị xem cái khu vực xung quanh của cái ngôi chùa.
Bây giờ anh em mình sẽ di chuyển ra đây để quay cái xung quanh cái mộ phần ở chỗ chùa Thiên Phước Tự. Mấy cái quách này là để cho người ta bể hài cốt dưới đây hay sao, anh em nhỏ quá à? Chắc em nghĩ là vậy. Chắc em nghĩ là cũng là vậy. Đó xíu à. Em nghĩ là chắc hài cốt quá anh. Hài cốt chắc này ha. Hài cốt trước cổng chùa luôn nha. Trước khi kết thúc video thì mình sẽ quay toàn cảnh cái ngôi chùa xung quanh, đó là mình sẽ kết thúc video như vậy. Đó. Rồi, cái video của mình kết thúc tại đây. Thôi, video của mình đến đây kết thúc nha các bạn. Nếu mà các bạn thấy hữu ích thì cho anh em mình xin một like, một share, một đăng ký để mình có động lực mình làm nhiều video hơn nữa cho các bạn. Rồi, chào các bạn ha.